Ok, xua đây nè tiếng Anh nè, chụp nè tiết hai chữ mùi nè nhóm nè nông ca sắc xa bởi dụ clay clay cái đồ chí ca bỏ bài đăng ảnh bọt clay clay nè nông kia sang lì. Ok, xin rập, ngay nè phong đáy chùm miên bởi dụ khó nông bởi dụ trở mùi chùm nguồn chẳng thuê ca chà đâm lấy. Tức đó mình sắc xa bởi sang lấy bàn dụ đằng ổng bí ca bằng ca bởi dụ khó nông ca bằng ca bởi dụ đại tâm tâm nè nông kia sang lì. Chẳng chẳng đăng thật tờ bởi dụ tiên phẩm mùi nì miên ảnh tên này dàn án to cho là sắc xa chùm nông chùm tiếng Anh nè. Chúng xem rap ngày nay trong miền ở sân thân chấm luôn bầm mùi trong thôi ca ở correct về chúng được nông sân thân đang bầm mùi ní vì miền bay để khó bay tiết đại trừ chúng thà ta mua là hai đầu với bàn bị khó hay mua là hai đầu với bàn bị trừ chúng tỏ lâu chỗ đã sẵn sàng cho được trong tay mà đón chúng tạ tôn chấm luôn bầm dâu ti mùi lâu trong cho bằng hai nhầm pi bầm dâu ti mùi môn sân cứ dễ âm pi âm bầm dâu đại incorrect nữ roman ti mùi nè chúng they have done homework yesterday, okay? They have done homework yesterday. Chẳng bây giờ đang chăm ao tha incorrect, chăm đặt tha incorrect. Mua là hai đầu với bằng chăm đặt tha incorrect. Chẳng mua là hai đặt chăm đặt tha incorrect. Cứ đời xa thời với miền biển tha yesterday. Chẳng bây giờ đi á. Bây giờ hai vía mùi mùi, dừng hai vía mùi mùi mới nữa. Vì miền tập trung phổ biến miền sáp chít. Plus have plus has rồi have plus verb 3 rồi past participle plus object. Chúng ta dùng này nha, trong ca phía sang lấy cái ao chmút tha chi, bây giờ present perfect. Đại phía sang mai dưng cái ao chmút tha chi ở bách bản ca bỏ đi bộ. Chúng ta tông chỉ muốn ca present perfect á, bộ kế mình ai prapra chỉ muốn đăng pe và liệt đại chuyện lẽ nên không tại ca bản tề. Cái này nâng á, chẳng biết tha yesterday. Yesterday cái này vì đã tua chia definite time P và liên chuyện lẹ. Chẳng time expression đại bị bỏ niềm bị ả thay tạc cáo. Kế màn áo pra cho mùi nâng cáo present perfect bản tế. Chẳng tạc tôn cho mùi nâng yesterday cái này vì chia definite time vì chia cái hạ tha time expression đại bị chia âm bị ả thay tạc cáo. Đói dương pra bịa dây thật đấy cả là anh present perfect cực khổ. Nhưng chẳng bằng chẳng đã thay incorrect rồi. Nhưng chẳng bảo sân chân này tặng ọc nìa pra present perfect cho mỗi nông pêu và liên đã chữa lẹ. Rồi có cái hào thác definite time cứ mần tâm tâm đạch hạt. Cái này nâng á. Nhưng chẳng nét ọc hết được cài lại nâng. Bố chẳng khơi cho rắn à. Nẹ khá có thể xe bịa tha yesterday pra cho mỗi nông ca present perfect. Đói có đặt bán đẳng thật tớ việc khổ. Đói xa thì việc khổ để xa tay tệ tôn cho mỗi nông ca present perfect á. Kế mình đây ở pra chỉ muốn time expression đấy bị bỏ niềm bị phá bản tỷ chẳng biết tha giờ thời đây cái này nâng ấy vì đã tôi chỉ definite time chẳng dương ai pra chỉ muốn nâng cao percent perfect bản tỷ bởi dương pra cứ khâu hỏi cái nâng còn tay nâng không phía xa giấy kề giấy tới việc lẹ nạ tha cái ai stop bán nó còn còn tay bờ nâng không cao số xe mình nét tự ngọc nên số xe bài nâng không cao writing cứ nâng bằng cách nơi cầm hoa mua được thòng mặt hỏi đời xa thì biết tha giờ thời đây nâng ấy nét tự ngọc nên pra chỉ muốn nâng cao percent perfect chúng yesterday cái này nha without to chữ adverb cái hào thang adverb of time á chúng without to chữ adverb of time how we chữ definite time tiền cái hào thang time expression for past mình thao we chữ cao bằng chữ âm pi pon niệm pi tây tạc cao đầu dương mình ai pra pra viết được nông cao present perfect bản tỷ cái này nè chúng we incorrect cái này nè chúng net off ni ai pra pi yesterday nè cái này cao past simple bản có phần tái nơi bê đề nét ọc nê chong prao viên nông cao present perfect á cứ mình tâm tâm đại khát bà prao cứ khó hỏi nhưng chẳng bộ phết phá đôi chì phá xin phó lấy nét ọc nê ai pra bàn lại nâng á chẳng ủi tờ hò tha they did homework yesterday nhưng chẳng bàn đời xa ta dương pra chì lạc nạ cao phá xin phó à thế ta cao có phần tái bà dô trong đi cứ chì bà dô kè hào kè ọ chmù tha chì bà dô present perfect. Chúng như mình ai pra cho mùi nâng cái hào thao bê bởi đầy về chuyện lẹo bán tỷ. Mùi là hai đẹp xem này dây chứng đời xa tay tiệm tôn cho mùi nâng ca bê xanh phong phí á. Ca pra phong phí á. Đạch khát kê mình ai pra cho mùi nâng bê bởi đầy chuyện lẹo tỷ. Không là tệ tạ cá lắm. Bà dương pra cho mùi nâng bê bởi đầy về chuyện lẹo này không là tệ tạ cá lắm. Mình này thao dương cầm bông tay bằng cát đơn cầm hôn vừa đợt thông. Tiệm tôn cho mùi nâng ca bằng cáp cho nâng ấy. Ok. Chúng nâng chỉ bởi dụng đây khi cho bằng hành thao vì incorrect. Đời xa thì mình biết tha yesterday. Ok, chúng ta sẽ vô khẳng khảo này they have done homework this morning. They have done homework this morning. Chúng ta sẽ vô đi khẳng đạt tha correct.
chân mùi hạt đã viết correct nâng á. Đời xa thì viết miên phía thật this morning. Bạch là miên phía nâng có trong thao correct đây. Có phần tay dương thơ mơ lơm phơ bảo lệ phơ tiệt. Nâng phơ để dương pra bảo dục nâng á. Mùi hạt đấy là dương pra bảo dục nâng. Đời xa thì dương thơ mơ dương thơ dụ definition. Mẹ thả ca pra bảo viên nâng. Dốt ngốc bà chô không nâng tiệt đập bây giờ dương nghi xuống ca bảo bảo dục. Chân tiệt tôn cả lãnh. Ná. Cả lãnh bảo dục nâng á. Đại miên phía thật this morning nè. Chúng ta nếu để dân pháp dục năng lực nông cao bây giờ perfect á. Nè tặng ốc này tôi chọn chăm thà. Nếu để dân pháp biệt thật this morning. Biệt thật today, this morning, this afternoon. Chúng ta biệt tặng ốc năng hay. Nếu để dân pháp cho mình nông cao bây giờ perfect á. Cứ chia sẻ cả một phép mũi đại viên bằng toán. Bằng chóp nếu để dân pháp dục. Út hoa đặc nhầm này dây chăng á. Út hoa chăm dây thà. They have done homework this morning. Chúng ta nếu để dân pháp dục. Bộ kia toàn chóp thì bộ kia toàn phơ hỏi thì. Mình thấy bộ kia thân bảo mình chọc cái ca sá lạc bộ kênh lại thì. Mình chẳng chẳng bảo biết this morning cái này đi. Mình thấy bà chạy ông bì xa ca một phép bối đáy. Mình thấy bằng chọc nằm bê đầy dây gặp bộ này dây. Rồi còn nằm bê đầy dây này dây. Út cái hoa thật chẳng mơ khơi. Chẳng mơ khơi thật bộ kia thân chọc thì. Mình chẳng chẳng bảo bà dục năng bà đầu. Chẳng bảo chẳng khơi cái gặp bộ thua homework á. Chẳng khơi nhờ cái hà con sắc chẳng gặp bộ thua homework chẳng. Đã phải được xem khơi cái phơ tới xem khơi thả ok toàn chọc thì chắc chẳng bà bà dục năng được xem bà thả. They have done homework this morning. Vậy thả bộ kê mình bộ kê ban phơ homework nợp lực này. Nhưng chứ nó phải được xem này dây biện nâng á. Sẽ cảm phép bộ kê toàn chọc thì toàn chọc nó phải được xem cái phông này dây thì. Nó phải được xem này dây nâng kia toàn chọc thì. Nếu bằng to phơ tiệt. Nhưng chứ chúng mình cao present perfect của dân tượng đang cái này nâng đầy. Chứ chúng mình cao bắt đầu viết đầy. Cái này nâng á. Nhưng chứ this morning cái này á. Dương pra viết cứ bẹp nâng. Mình này thay dương pra viết xâm rạp sẽ cảm phép bộ đào viết. Mình toàn chọc nó phải dân cái phông này dây. Có phần tay, nếu bây giờ dương pra bị yesterday nè. Cả lại đây dương pra nè. Để xa ta cao vì lại cái hào thác definite time á. Nhưng chứ việc khó. Cả lại ní việc khó để xa thì mỗi dương pra bị this morning ní. Để xa ta sẽ cảm phép nâng việc ta phải chọc. Nếu bây giờ dương cầm phụng này dây thì nếu bây giờ dây á. Việc ta phải chọc thì vì nâng ta phải to thơ tiền. Sẽ cảm phép bố kết nâng ta phải to thơ tiền. Cả lại nâng á. Ok. Nhưng chứ. Ở lâu dương chừng chỗ đọc dục to mà cao tiền. Nhưng chứ tiện tông chúng muốn nâng phải dục bây giờ tha he is loving her so much he is loving her so much ấn chăng niên cầm pung sảnh quật khắc na ấn chăng tẹt tông chmuôi bây giờ nưng chm đạt tha incorrect đối xa tại bây giờ nưng incorrect đối xa tẹt tông chmuôi nưng kệ giả sáp nè tưng ọc ni bọt chi khơng hay tẹt tông chmuôi nưng kệ giả sáp ấn chăng bây giờ nưng nơi trong ca tế sang lê bây giờ để chm bạc mọ ni nơi trong tế sang lê kệ ỏi chmuôi tha bạchabana ca cầm pung bần tọ rư có phía sang lấy cái ở chút tha present continue rồi có progressive. Chẳng tiện tông chỉ mũi nâng bịa tha love loving cái này without to just state verb hay non action verb. Chẳng đôi được trong bạn bằng hai nhầm phía biệt ô vẹn môn chẳng tiện tông chỉ mũi nâng kê giá sáp á kê màn đai vô kê giá sáp đã chỉ state verb rồi còn non action verb dụng một phương chỉ cao còn nhu bản tỷ cả lại nâng bởi vô cả lại nâng cứ chỉ bởi vô bạch chấp bản năng của mình to mền tầm rông vui biệt trơ mền có phần tay kê để giá sáp. Tại mà giang đại kê ai dùng một phương chí ca khó là dù bán cứ miên tay vào vụ action verb bằng nó. Nè tự ọc nên mà ai dùng non action verb một phương chí ca khó là dù bán tì. Nhưng chẳng á, nhưng chẳng cái này ní, việc khó đời xa tại biện lợp nâng ảnh. Đời xa tại biện lợp ní, vì đào tu chỉ non action verb. Nhưng chẳng bằng kê ai biết khó, chẳng là thay incorrect. Có phần tài, khẳng cao ní vinh. He loves her so much. He loves her so much. Ok. Quát sẵn lại nhưng khẳng là nhưng chân cái này đi via correct đời xa tại dân pra viên nâng nông cao bạch bàn ca thẩm đá nhưng chân tiện tông chung nâng cao bạch bàn ca thẩm đá kê ở tiêm tiêu kê giá sáp thì nè tình ọc này dô kê giá sáp đập hết nha các bạn đây bần tay xâm khá nè tóc này tôi score tha kê giá sáp nâng á kê pra mệch tôi score ca pra viên mệch tạp năng ảnh kê ở tiêm tiêu lê kê giá sáp đây nè tóc này dô mà pra ơi còn bần tay tôi score khắp buôn viên tạm giá ngay mình thả score khắp buôn này ca và thêm viên nó phải để dân pra cho buôn pina, dân pra cho buôn nông sản chính na để dân cung bật tham ấy, rồi có dân mình cung bật tham để pina tập năng ấy, bật hết cái giá sáp, dầu và cái giá sáp na một phơi của bạn ấy, ao ta chỉ cái giá sáp dầu một phơi chỉ cá, bật cho bạn cá là, lực lên tập bị tha, còn nhiều muối để cái ham pram, bật tay tẹt tôi cho buôn nông cá, bật cho bạn cá tham mà đá, tẹt tôi nông cái giá sáp kẹt ham pram thì, nè tôi sẽ chọn dầu ấy mà pra của bạn này, nhưng chẳng tẹt tôi chỉ muối bây giờ đi, cái này bây giờ, he loves her so much đi, vía chia bạn chấp bàn là ca thầm đà đại biên tầm rúng sáp chí pla verb pla object chân tạ tông chỉ mũi nâng verb cái này nhé đời xa tại vì tham ế đời xa tại vì prao chỉ mũi nâng third person singular bỏ ra thêm ế của chân là he
Nhưng chân bịa hì cái này vì đào tôi chỉ sắp chị pronoun hơi vì chia third person singular bỏ ra thì bây giờ mà chẳng nặng đào dương pra pra chứ muốn kê giả sắp thật bình thăm ai hỏi kì lại nâng chân vì miền ấy bỏ bã thì hay cái này nâng kê ôi chú tha chia bây giờ bắt chú bắt nạc thăm mặt à ok hơi bịa tha lợp cái này đào tôi chỉ transitive verb chân transitive verb cứ chỉ verb để tờ ca một bọt để tờ ca object chân bịa hơi cái này đào tôi chỉ object phó bịa tha lợp nâng ảnh chúng này biết tha số mạnh đi vì đào tôi chỉ adverb thế adverb đại biểu miền tư nội tí bằng bên này ấy bị chuyện này ấy đại biểu miền tư nội tí bị chuyện này ấy từ lời kia giả sắp bị thằng lợp nặng ảnh ok tao ở lớp bây giờ khẳng cáo này we study English last month we studied English last month chúng bây giờ pi đi bây giờ pi khẳng cáo này tiệt tông chúng muốn nâng bây giờ biết tha we study English last month bây giờ nó cứ miền ca khó trăng bịa thà là xem nó ảnh chân bây giờ này bây giờ sắc xa bây giờ hai bên này mùi tới vì chỉ cao bắt bàn ca thầm đá thì có bàn tay dương pra tham expression cái hào tha p và cái hào tha definite tham vô mà pra nơi khăn ông cao bắt bàn ca thầm đá đói bịa thà là xem này nè tặng ọc này ai pra bán nơi khăn ông cao tập hạng mà mốc ấy ọt ai vô mà pra cho bốn nông cao present simple được có present perfect bán thì chân bịa là xem nó vì cái hào tha tham expression for past ในทางการไปเจอปีปปอนนี่ปีอะไรต่างๆจังยังมันอายุวิมาปราณในขนมการปัจจุบันการหรือการเป็นเส้นไฟบันทีจังลาสมันกลายนั่นคือวิเคราะห์ข้อตรงเป็นทาร์ลาสมันนั่นเองจังตำรงเวียยังเมื่อเตยตำรงเวียปัจจุบันการธรรมดาเตยกับปัตย์ได้ดับไปได้ยังโยเอ็ดวิมาปราณเปียทาร์ลาสมันมาปราณวิเคราะห์ข้อหลายนั่นเองเจอปุ่ยยังบ้านปุ่ยยังเรียนอังเลกาปีไข่บุญกลายนั่นยังสตาร์บันกับปัตย์ยังเมื่อเตยเลยเกียร์สับบ้านในขนมการสุดเสียเนี่ยต้องออกเรื่องเซแบบนั่งเกี่ยวข้อให้มาร้อยเพื่อร้อยคือเกี่ยวข้อให้โดยซาแต่เนี่ยต้องออกเนี่ยปลาปลาลาสมันจะมุ่ยนั่งปัจจุบันการธรรมดาเชิงไกลนั่งวิเคราะห์ไรนั่งเองบอสเซนจีเนี่ยต้องออกเนี่ยปลาปลาเปียธาลาสมันจะมุ่ยนั่งประโยคขังกล่าวเนี่ยเชิงนั่งตรึงเชิงนะโดยเปียธา we studied English last month เชิงไกลนี่เกี่ยวชุดธาเจี๊ยบปัจจุบันสุริอัตตะการธรรมดาและเพียงสังเลยเกี่ยวชุดธา passive pole เชิงเตะตรงจะมุ่ยนั่ง passive poleยังไอ้ปลาปลาทำ expression ได้ในเยี่ยมปีปอนเนี่ยปีไอ้ตะการุยังไอ้ยังมาปลาปลาเอาในปีตลาสมันหนึ่งจังลาสมันนั้นวิสัยดาวแต่ละมุ่ยไข่มุ่นมุ่ยไข่มุ่นปุ่ยยังบางเรียนอังเลยจังเตะตรงจมูกนังกาปลาปลาเพราะว่าคือวิเคราะห์ลองคู่ให้ยังปลาปลาหลายนั่นคือวิตรวิ correct วิ correct maintain ได้ซาแต่ที่มุ่ยในนังกาปลาปลาเพราะยังคือยังเบียนเปียธาลาสมันนั้นวิปีปอนเนี่ยปีไอ้ตะการแกฮัตตาเดี๋ยวนี้ทำในขณะไอ้ตะการจังยังปุ่ยยังมาเรียนจบบางเรียนอังเลยการไปขายมนต์จะยืนจอบเลยอาเลอร์เดซาแต่เขาแต่เลยการปราบปรามเวียตรองปราบเวชบุญในเพลสินสินพอร์ตดอกเกล้ามีปราบจมูกผ่าเดซาไอ้ยังเมื่อแต่เลอร์ผ่าเดซาเป็นเปียธาสตาร์ดีสตาร์ดีไรนี่วิทามีดีเดซาแต่เปียเป็นเปียธาสตาร์ดีแบบมัดนั่งเปียเป็นผมเรียกคือวิมินวายในจังหวัดตุยกับปัตย์ไกลนี่เดซาแต่ยังปราบปรามเวชผ่ายังแต่แชงเวียเช่นไกลนั่งก็ยังแต่ศึกษาได้ไม่ได้ไทยยังแต่ศึกษาปีระเบียบในการปราบปรามเวียเตียจังแต่ตรงจมูกนักพาซิมพอลก็ยังจะดังได้แต่การปรับปรับวิ่งอย่างใหม่ให้ตาเกย์ปรับปรับวิ่งแบบเดียบหนาถ้าตาเกย์ยาสับหน้าได้ยังกู้เหมือนไทม์อีดีให้เกย์ยาสับหน้าคลาดได้ยังกู้ลุกวายให้เหมือนไทม์อีดีจังด้วยเปียกเกย์ยาสับสตาร์ดีไรนี่จังสตาร์ดีไรนี่โดยสารทำให้บรรจบได้วายจังยังแช่งวายมากยังไทม์ไออีดีแต่เลยเกย์ดังไปอย่างคลายจะเชื่อพาซิมพอลจัง we studied English last month okay correct we are trying to โดยสารแต่ตำรงพาวเวกือการพาซิมพอลแต่มาดองได้วิมินตำรงโดยเชื่อสับจิกok plus verb to plus object จังเปียทา study ไรนี่วิจิ verb to ได้ยังประทาม ied ตะเลยกียังแชงไว้นะเฮ้ยกลายเปียทา studied กลายนี่วิดาวตัวจี transitive verb โดยสาวิมินเปียทา english english วิดาวตัวจี object พอเปียทา study นั่นเองกลายนั่งจังทางไอเด็กเชื่อมเป็นไต่ปนังไอ I am understanding you okay I am understanding you จังประโยคนี้incorrect vì ở trong tàu thì phần tai này tàu thì tôi đang thả à dốc nâng cái anh chị bị dốc present còn nhiều người mới có việc trong tàu ok chúng đang thả bị dốc này cứ chỉ present còn nhiều có phần tai này tàu học này tôi chọn chăm thả cái để giá sắp mua chủng nguồn đại dương mình ai prapra ca còn nhiều bán vì miền đôi tỏ tình tim mua vì miền là cái nào chỉ state verb rồi còn non action verb tiếp đi วิธีประเภทโมดอลเวิร์บจังกิริยาสับปีหนึ่งได้เกี่ยมันอาจโยกวิมาพร้าวในขนมกาล
bạch chấp bản cả cấp bậc mình to bản thì, rứ nước không phải sang lấy cái ở chung một tha present continue. Chân cái này, tầm rong phổ biến cứ từ, nét tiếng học này, ai mới tầm rong bản, trả lời chấm tiền ở tại mà đó, chân bị miền sáp chít, plat thu bì, chân thu bì cái này dùng ai của bài bản, em is a whatever been being, chân cái này chỉ present, chân dùng dùng em mà bảo, chân sáp chít plat thu bì plat verb để bổ cho mình được ing plat object, chân cái này vì tầm rong phổ biến cứ cá bắt chấp ăn cá các bông mận to tạm đồ có phần tài cái line đây khó nút cứ khó từ lời kể giả sạp biết thằng understand chẳng biết thằng understand vì cứ chia non action verb hay vì chỉ stand verb phong đại chẳng thợ đăng tha nơi không cá bắt chấp ăn cá các bông mận to kế mình ao vô stand verb rồi có non action verb vô một phơi chỉ cá khó lưu bản thì chúng nè, học nè, tự đăng lại năng đại, vi tâm rung vi trao vời, có bàn tay vi khó chỉ muốn năng kỳ giả sập, đời xa tay kỳ giả sập, đại dương ai dùng mặt phơi chỉ cả con để u bán vi biên tập phụ action verb thì, phụ action verb cứ dương ai dùng vi mặt phơi cả con để u bán, có bàn tay, prophet này kỳ giả sập, đại chuyên năng action verb, rư có state verb, rư có chỉ một đòi verb, rư có chỉ oxy dương mình ai dùng vía một phơ chía cá cầm bông mình to bàn thì chân bây giờ nó cứ vía incorrect vía ở tâm tao thì ok tay bây giờ crom bây giờ crom I understanding you ok bây giờ nó correct mua là hết ấy chân bây giờ đi kê này dây ông pí cá bắt chấp bằng cá tham đá chân chạy tôi chỉ muốn cá bắt chấp bằng cá tham đá tại tôi nên kể giả sắp kể ở rơi thì kể còn để cho anh em đăng ký được biết này ca pra pra vía đăng ký được biết này ca bằng thép etherlơ vía rồi có đăng ký dùng một đây biết tập năng anh trên một phép kể giả sắp khi mình sẽ khóa lại kẹt khóa thang này anh vô kể giả sắp mấy cậu bạn này lại nắng á có con tài lực lên tài cao không được vô mũi thì bằng tay cái này cứ chăm chọc đạm máu chăm chọc đạp tha vì ảnh bằng hà thì nó không cao sổ xế chia bắt chấp bằng cả nhưng I understand you cái năng việc correct đời xa tại dân prao vị trí ca bắt chấp bằng cả thầm mặt đá thì nhưng hơi bị ọt miễn ích khó thì có bằng tay áp và dục lớn đời xa tại nhà tầng ọt này pra state verb rồi có non action verb dục một phơi chỉ ca khốn chỉ nhiều nhưng bằng kẻ khó khổ cái năng á ok nhưng pi năng cứ vì mình lạc nạc khó khăn bạp năng nhưng tí mũi đời xa tại kỳ giả sắp năng vị trí non action verb hai vị trí state verb chẳng dương cần ai dùng vì mặt phôi chỉ cá continue bản thì chỉ phụ áp vào crom vị trí kia giả sắp state verb bên phần tay dương ai dùng vì mặt prapra chỉ cá bắt chấp bằng cá thầm đá bản chẳng để tạo nghĩa ai mới tầm rung bán ut ho tha sắp chỉ plus verb plus object chẳng tầm rung vị cứ kéo chụp tha chỉ bắt chấp bằng cá thầm đá vị trâu tiếng tầm rung hai vị trâu tiếng cá số c hai vị trâu tiếng cá prapra tiệt vì phụ ấy mình lại khóc đi vì phụ kia giả sắp kia tiêm tiệt thì có bàn tay à cõng vi alo vi trâu này vi trâu form pocket cứ trâu mặt tem đầu khó thì có bàn tay khó thả môi thì cứ khó thả lưỡi kia giả sạp mua là hai tay dương vô biết thang understand nó vô mặt thôi chỉ ing đại dương vô vi mặt prao là bây giờ vi khai thì chỉ còn nhiều chân này tụi học nia trâu đăng tháo mình men oi ta kia giả sạp tụi học nó ai đau tôi chỉ còn nhiều bán thì tụi chăng này tụi học nia ai bật tham ing bàn có bàn tay vi mình men ai phơi chỉ còn để dùng ban mà chỉ vớt đi cái lái đi ha bà xin nhận học nghe từ xe bài nâng á chỉ còn để dùng á nhận học nghe khó mà rồi phải rồi tại mà rồi mình trao đi có vận tải bị thằng understanding đi bà xin chỉ biết đào tu chỉ sạp chỉ nhưng ai từ xe viên chẳng ban có vận tải bị đào tu xe viên chỉ chờ rằng nhưng ai từ xe viên bàn chẳng như từ xa bị chờ rằng tiền chẳng chờ rằng nâng tầm rung chờ rằng nâng tầm rung cao continue with a ing bốc ing đi khnia spelling đi khnia tiệt có bản tay lẽ cả nạ prapra khó khnia chẳng là lâu khi mà ta bằng hàng đi thì bố ấy cầm ở việc bay ngang bay từ chân hai bếp dễ sắc xa mùi mùi ấy bị chấp sẵn ok tỏ ở lâu dùng chô bởi chô cảm ơn tích ok chẳng dùng cảm ơn đi we have lived in Bát Đồng Bông last month we have live in Bát Đồng Bông last month
Ấn chân bà dục này viết incorrect. Mùa là hát ấy. Ấn chân khi nhầm chân bà chạy tha bà dục này kia ôi chung một tha chia bà dục present perfect. Ok, bà dục nâng á. Vì miền subject plus have rồi có have plus have rồi có has plus verb 3 rồi có participle. Ok, plus object. Vì miền một cái trò, bà dục là ôi bà dục miền. Ok, Ấn chân này chỉ cao cái hậu thang cao present perfect chứng mua là hết vì incorrect tao vì incorrect là trong nào chứng cái này ở đời xa thì vì miền incorrect đời xa tại thì mũi vì miền biển thang last man chứng biển thang last man này ở cái hậu thang vì chia definite time bây giờ liên chuyện này chứng nhận thằng học này là đang thả cao present perfect chứ mình ai trao cho mũi nâng bây giờ lấy đã chuyện lẽ nên không có thể cả bản thì để chám á chân biết thằng last money kéo cho một thai chia definite time bây giờ lấy chuyện lẽ chân bây giờ lấy chuyện lẽ cây mình ai trao trao viên được nâng cao present perfect bản thì để chám á chân mang chậm đã thai incorrect để xa thay vì incorrect để xa thay vì cây mình ao việc trao được nâng cao present perfect bản thì để xa thay vì miên pel chuyện lẽ chúng last man nâng vị trí p chạy lẹ p chạy lẹ được nóng ở tại tất cả đại biệt sang lấy cái ao chúng ta definite time definite time cứ sầm đau từ lớn p và lia chạy lẹ được nóng ở tại tất cả chúng bản thân chỉ viên miên p và lia chạy lẹ được nóng ở tại tất cả riêng còn ai para vía chỉ mũi nâng cao present perfect bản thì được chấm ok chúng khẳng cầu đi khẳng cầu đi we have lived in bắt bóng for a long time. Okay, we have lived in Bắc Đồng Bông for a long time. Chúng bây giờ này chúng ta thật correct. Mua là hết ấy. Chúng tiện tôn chúng mua nâng bây giờ này chúng ta thật correct. Đói xa tái dương pra chúng mua nâng bây giờ này đã chạy lẹ. Chúng dương tư đăng tiền thả tá mua là hết ấy bạn dương đăng thả nguyện chạy lẹ. Đói xa tái for a long time này vì cái chia cái hai thà indefinite time bây giờ chuyện này nó không thể tất cả nhưng chắc là dạ bây giờ vậy tay mình đang chấp thằng bị pe nào mau thì còn bàn tay bắt chấp bón dương nơi để luôn nơi tiền nhưng chắc cái ao prang present perfect lại nâng á nhưng chắc present perfect dương prang prang viên nơi pe đang làm một việc mới đại việc chuyện này nó thể tất cả để những chấp bón nó không thể tất cả đừng coi chấp bón phải sao phải dương nữa còn bàn tay dương ai pra pra viết chỉ muốn nâng time expression rồi có cái hậu thà definite time bây giờ lựa chọn lẽ nơi không ai thấy tất cả bản thì nhưng chẳng biết last man nâng for long time này à biết last man này vì chuyện lẽ bây giờ lựa chọn lẽ cao phí khai môn nhưng chẳng khai môn nét ở nghĩa bởi pra present perfect bị khó bà này bởi vì chuyện lẽ có bàn tay biết last man nâng á nét ở nghĩa ai pra chỉ muốn nâng cao passing for bản bàn tay for long time cái này cứ pra bán để sao thì mình bây giờ lựa chọn lẽ các bạn thấy bây giờ nâng we have lived in Bắc Đồng Bông for a long time bây giờ mà luôn nâng Bắc Đồng Bông nâng ở dạy bây giờ rồi các bạn thấy ở lâu nè we still live in Bắc Đồng Bông chứ mình đây thao bạn chạy bán đi bây giờ nâng tới nâng Bắc Đồng Bông kìa tại sao ta bây giờ pra đi sao phải lựa chạy lẹ for a long time dạy bây giờ rồi chứ dạy chạy lẹ thì chứ dạy ai pra chứ mua nâng cao present perfect bản các bạn thấy pra sân bảo vi miền ca cái hàng tham miền bây giờ lựa chuyện đẹp được có definite time bây giờ lựa chuyện đẹp đặt khác cùng prá cal present perfect ấy so chỉ mỗi nâng definite time để chám mà này ông nhé cái này nâng chậm khơi kinh là sẽ có cho anh mẹ khác còn là sẽ tha we have lived in Bắc Đồng Bông yesterday dạ trâu yesterday nâng vì cái hàng tham definite time ấy chuyện lẽ nó cao thì mà so mình anh á ta prá present perfect chứ chắc bắt đầu thì ta phải khó rồi chứng dân mơ tử tầm rung video khi mà tên viết khóc này thì khó ta có lấy à chết lại nó ở chết lại thì mua là hai đời xa này thật ní ở toàn score thì cao tạp ra để xin tử vị chứng bà xin chí này thật ní mà toàn đăng chí bác ai cho tên channel bọc chấm bàn chứng bằng hai nhỏ hỏi tệ tôi muốn nâng cao tạp ra vì chứng ai cho tên sắc xa bán chứ muốn nâng cao tạp ra rồi viên present perfect hay nâng present for the new passing for action bằng hai nhỏ hỏi nâng nâng channel dự thuộc bọc chấm đẹp đó chắc ai sẽ sắc xá bán tiện tôn cho mỗi nâng cao bạc bạc ok chẳng to mà nó cao ông tiền
lại nâng á. Ok, chứng vô khăn cơm đi. I am knowing you. Ok, I know you. Chứng vô pi nâng. Vô pi nâng cứ vô khẳng lời biện tha. Vô tha I am knowing you cứ incorrect. Chứng vì ạc khóc nê chứ muốn là khăn lời nít tên nhỉ. Ảc khóc nít tên. Để xa ấy, để xa ta kê giả sắp know ní. Vì đã tu chìm năng action verb. Rư có chìa step verb. Chứng dân ai pra ca khăn lời dụ bản tì. Vì ạc chìm lại tên. Vô khả lại ní vì ạc chìm lại tên. Chứng á. Hay vì tầm rung viết cứ bia ạc biến khó bà nói. Nên ọc nghe mơ tầm rung mơ. Chứng được cho bằng 2 chân. Present continue tầm rung có viết miên sạp chít. Khoa. Thu bí nâng ai bằng bài bàn. Mình đây thay dạng đã bình thì dạng anh bài bàn. Ở sai tầm lưu sạp chít phải dừng. Bà sạp chít phải dừng bà chú bình nâng I am từ. He, she, it, is từ. Are you with a từ. Chứng cái này ní. Bà chú bình I am mà đòi chứng. Chứng I am knowing you. Thế nhóm cầm phong để score này ai. Vì tầm rung vì trâu ơi. Có bằng tay. Mơ kê giá sạp mơ. Tại vô state vô mặt đạn. Tại vô năng ảnh sân vô mặt bà chú còn dùng. Vì ở trâu thì có buồn cái mơ lại lưng kẹt ôi trâu thì cái ôi khóc hơi. Có bằng tay. Nè tầng ốc này ai sẽ xe bài bình. Thì sẽ thằng I know you. I need courage. Để xa ấy. Để xa vì chi bà chú bà nà ca thầm mặt đà. Được cho bà bằng hành khẳng lời chân. Bà chú bà nà ca thầm mặt đà. Vì ở tiêm tiêm kê giá sạp thì. Vì tiêm tiêm nè tầng ốc này nâng. Chong chăm nè ca bà của vi. Chong chăm nè definition. Chong chăm nè ở đây để dân cô thì bà vi. Ok. Tại chìm buộc. Present khó là nhu. Vì mình lạc nạp bì xe hình chăng. Bì xe trọng tha kê giá sạp bà ai bà bán mình chùm luôn. Nhưng chứng. Ở lâu chùm bà chìa mà xa tiếp cho. Kê giá sạp để dân mình ai bà bán nó bì được chìa. State verb. Ok. Mình state verb. Vì mình là non-action verb. Rư có modal verb. Rư có auxiliary verb. Auxiliary verb nó như sạch đào từ lời modal verb. Vì sạch đào từ lời semi oxy nâng modal verb. Nhưng chứng à, bộ ơn nâng khơi. Đại kê mình ai dô với một bài trí cao không thể dụ bản tì. Rồi chấm á, có bồn tài. Kê để giá sắp. Đại dương ai dô một bài trí cao không thể dụ bản. Cứ miên tái action verb tài bản nổ. Rồi chấm á, thế không hiểu. Ok, anh chẳng đi à pi đi chừng. À pi đi bật cất tới vì trong nhà khác quát trở lõm có thắng. Anh kê giá sắp tầm rộng không thể dụ. Ở đại anh chí không thể dụ bản đây. Anh chẳng khảo hời. Pi pru ấy trâu sắc xa này mùi mùi ở sân. Chúng đang thật ra tôi ổn bị bạc nâng cao sử dụng. Có bằng tay trâu score. Score ở quay tới chứ kì giá sắp. Đại dương cua bằng time and chi. Nên bây giờ bằng time mới tại vì trâu ổn. Đi cái này chẳng, cái này dương bằng cao tầm rung trâu ơi. Dương trâu tầm rung nó bị lo mình tên. Mới tầm rung với đạo bất cứ trâu mạch tầm đồng việc khó thì. Nhưng bà chấp án nâng cao của mình to. Tầm rung ấy nó cứ bị trâu mạch tầm đồng. Thì hai ta bị dục sớp á. Việc khó thì. Việc khó trông tầm mùi tại kì giá sắp nè. Vì tôi chẳng rai ít năng action verb. Hay chỉ state verb này. Mà kì ạ ôi bà khó lý dụ. Để bây giờ bà tới vì mình khó. Chứ incorrect. Vì ạ trâu thì. Chứ ngờ. Khả nạ bê nè tăng ọc nè dây á. Nè tăng ọc nè ai dù mà chúng lúc bán. Đói bà bà chạy bà nè ca thầm bà đà. I know you. Chứ ngờ trâu bà nè. Chúng xoay này ai. Trâu bà nè. Chứ ngờ. Chứ biết nâu ngay ní. Đời xa thì vì bà chạy bà nâng bà rõ tìm mùi ấy của bà chạy nạ. Chứ bà chạy thêm. A-E-S-A. Tại bà có bà chạy bà nâng he see it ở hò ta. He knows. Okay. It knows. She knows, ok, time a game off, hai bà này, chẳng hả? Để xa tới việc bà chú mừng third person, sinh chú lớp bỏ rõ tiếp bà chẳng hả? Để khăn nông cao bà chẳng bà nông cao lắm. Chẳng cái này, việc bà chú mừng ai chẳng? Thầm bà nàm bó, kê giá sắp đã thầm bà nàm bó, vừa bọn thầm bà nàm bó. Chẳng trâu bà này. Tại à, cà rộng, à lâu đi, để xa thì mũi, để xa kì. Để xa, bà chí ca khôn ở nhu, bà tà nâu huynh. Có bàn tay, bà sân chìa cái này, nhưng đã tha chạy, dìm cao bà chạy tha. Knowing you, ok, make me. Makes me happy. Chẳng cả score này anh thua chấm bài chết. Chẳng là biết knowing này. Vì đã tôi chỉ sạp chết với nhau. Ủa thì họ bà xin thì mình được dụng mùi tiết đó nè. Tại cả lại đi. Vì ạ mình chẳng thể. Cả lại đi vì đã tôi chỉ không được dụng bà này. Còn bằng tay vì khó. Tầm rung viết cứ trâu mặt tay bà đồng. Tại ở cả đây. Lực lên là cái giả sắp. Nên kẹt ở bà ở chân. Ok lên chẳng. Được cho bạn một hàn chẳng. Chẳng vì xong khăn mình tên. Nóng ca sổ xe vì chúng ở lâu chưa miền tây phần nắng ấy, xem lại thời ca chạm lệ hay sự không tham này tiếng ngọt, nên ban chú ông pí bây giờ chẳng phạm mi ở tiệm bún mì, thấy miền cái nào mình toán ai cho comment bán comment xuống trong bán, khi mình chơi game thua xem tiền, ngay sau ấy khi mình chơi game bằng cao bây giờ không được trâu ở tiệm, bây giờ tôi nghĩ xuôi là nông ca số xe đi, thấy bản thân thì trong sắc xa cam mới ai cho tôi cho nó bán. Ok, sức xa từng tiện grammar từng ổn lực trên bàn bằng 2 này. Ai
note tục bán chiếm sách cái ai trong trăm tức bán rồi ngồi bây giờ khi này dây máu nữa hay là khi mình bán hay cái giờ chúng ta lo còn tại prapi được biết để khó khăn thì nhưng mà dân sắc sao vì ở xin chúng đầu tới dân tới score dùng để việc chúng ta tiền cả đi khi mà còn bằng hai bị phép khó và năng sẵn bằng tay này ai cho được không channel YouTube trong bán sẽ sắc sao bình vì không biết khi mà hỏi này không channel là bỏ trong toàn ok lớp năng